dùng đất cuối cùng của sông mẹ Mekong chỉ đại tìm đường ra biển lớn. Như cuộc hò hẹn của những dòng sông, tất cả sẽ ngập chìm trong biển nước mênh mông. Để một không gian mới mở với những người nông dân cương trực sáng tạo, thay áo thành ngư dân, mưu sinh trên biển nước. Một cuộc sống mới thể hiện chất hào sảng nghĩa tình của người dân miền Tây Nam Bộ. Và đó cũng là mùa vàng dần cùng hát khúc quan ca rực rỡ. Xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá vùng đất và con người miền Tây vào mùa con nước nhảy bờ qua loạt ký sự nhiều tập Miền Tây mùa nước nổi. Một ngày mới lại bắt đầu nơi vùng trũng độc tháp 10. Không dân sống nơi này dường như thức sớm hơn thường nhật, bởi đó là mùa lập ăn, mùa thu hoạch sản vật từ con nước đã chực nhảy khỏi bờ. Mùa nước nổi đã bắt đầu từ hơn tháng trước, cho nên câu chuyện của hai người đàn ông này cũng vì thế xoay quanh những vấn đề liên quan đến con nước, đến chuyện mưu sinh của con người giữa vùng đồng trũng đồng tháp 10. Ngoài bến, nhiều người cũng đã thức giấc. Cũng giống như hai người đàn ông này, họ cũng tất bật chuẩn bị lên đường cho một ngày mưu sinh. Do có hẹn trước, anh Tâm và anh Út đưa chúng tôi ra đồng trên hai chiếc xuồng khác nhau. Đêm qua trời đã có mưa, thời tiết có vẻ không thuận lợi, nhưng chiếc ghe nhỏ của anh Tâm vẫn không ngần ngại lướt trên đồng nước để ra nơi anh đã đặt mồi từ chiều hôm qua. So với mọi năm, mực nước năm nay không cao và lên khá chậm. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất đánh bắt của anh Tâm và nhiều người khác. Một vài địa phương ở miền Bắc, miền Trung xem lũ là kẻ thù. Song với người dân Đồng Tháp 10, lũ là bạn. Nước lũ cho họ cá tôm, cho họ những giọt phù sa màu mỡ để năm sau lúa lại vàng đồng. Và họ ít khi gọi là lũ, mà thường gọi cái tên thân thương, nước nổi. Cánh đồng anh Tâm chọn làm ngư trường không rộng lắm, nằm cạnh con đê bao của khu dân cư. Nước trong đồng khá nông, nên việc chuyển qua chống xuồng theo kiểu truyền thống là một giải pháp được xem là hữu hiệu nhất. Là người sinh ra và lớn lên trên vùng đồng sâu, nên anh Tâm tiếp xúc và thích nghi rất tốt với những phương pháp mưu sinh của người dân nơi này. Khi con nước lên là một ngày mới lại bắt đầu. Mặc dù chỉ đến với nghề đặt xà chi bắt cá rô đồng chưa đến 3 năm, song anh Tâm tỏ ra có rất nhiều kinh nghiệm. Cần nói thêm một chút về con cá rô đồng và phương pháp đánh bắt bằng thờ di. Là loài cá nước ngọt bản địa, cá rô đồng là một trong những loài cá có sức sống mãnh liệt nhất ở vùng trũng Đồng Tháp 10. Môi trường sống ưa thích của chúng là ruộng lúa, ao đầm, sông rạch. Nắm bắt được những quy luật đó, người dân Đồng Tháp 10 đã sáng tạo ra chiếc xà chi. Thiết kế của chiếc xà chi khá đơn giản. Phần trên được bao quanh bằng những thanh tre bền chặt vào nhau. Phía dưới là một chiếc hòm bằng hai mảnh lưới thép đang kéo vào nhau, có tác dụng ngăn không cho cá thoát ra ngoài. Cùng mưu sinh với anh Tâm trên cánh đồng này còn có nhiều người khác.
họ làm nghề giăng lưới. Khác với giăng lưới, phải tìm nơi trống trải, không bị cỏ dại và rơm rạ gây dính díu. Nghề đặt xà nhi phải tìm những nơi rậm rạp, tùm, và đó là lý do mà nghề đặt xà nhi và giăng lưới sống chung với nhau khá hòa thuận mà không hề xung đột về lợi ích là vậy. Họ cùng nhau ra đồng, lội xuống nước và chia sẻ món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng khi mùa nước nổi đến. Nghề đặt xà nhi không khó, cái hơn thua nhau chính là kinh nghiệm. Thông thường, những nơi nước tĩnh và kín đáo là địa điểm lý tưởng để đặt một chiếc xà nhi. Bởi lẽ, cá rô là loài ăn mồi chìm, nên chúng ít khi kiếm ăn ở những nơi trống trải và có dòng nước chảy mạnh. Các ngư dân chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc bằng cách cho những chiếc xuồng của mình cập bến. Đoán họ là một vài thương lái đến từ những nơi khác. Là mối quen nên thương vụ mua bán thường không có nhiều lời kỳ kèo, mặc cả bớt một thêm hai. Có chăng chỉ là những lời chu đùa thăm hỏi nhau, cốt là để xua đi sự mệt mỏi sau những vất vả ngoài đồng ruộng. Thành quả sau một ngày làm việc của anh Nguyễn Văn Cản, một cư dân của xóm cá rô đồng khá tốt. Vợ chồng anh có vẻ thỏa mãn về điều đó. Quê ở tận Châu Phú, An Giang, vợ chồng anh Cản gần cả đời gắn bó với nghề với con cá rô đồng. Nghề này đã mang lại cho anh một khoản thu nhập không cao, nhưng cũng đủ cho anh trang trải cuộc sống, đủ cơm gạo để nuôi lớn và dựng vợ gả chồng cho mấy đứa con. Ngày hôm nay đã mang về cho anh hơn chục ký cá rô. Với giá thu mua tại chỗ 13.000 đồng một ký, anh bỏ túi được khoảng 100.000 đồng. Với nhiều người, 100.000 đồng không lớn, song với anh Cản và nhiều người làm nghề này, đó là số tiền sống được. Nó đủ để gia đình anh xoay sở chuyện cơm áo gạo tiền. Anh Tâm, người bạn đồng hành mà chúng tôi có dịp cùng ra đồng lúc sáng, cũng kiếm được hơn chục ký. Người nông dân miệt đồng nước vốn dĩ ít khi nào để cho đôi tay rảnh rỗi. Buông cái này ra, họ lại bắt cái kia. Anh Cản cũng vậy. Bán cá xong, anh lại bắt tay vào pha chế mồi nhử để chuẩn bị cho buổi đánh bắt xà chi vào sáng mai. Với những người ngoại đạo như chúng tôi, việc pha trộn mồi là một việc gì đó vô cùng phức tạp. Song với anh Cản và những người bạn đồng nghề của mình, đó chỉ là một công đoạn đơn giản, quen thuộc như hàng loạt công đoạn khác của nghề đặt xà chi. Nguyên liệu săn cá có gì là lớn lao bí quyết? Đó là những thứ có sẵn xung quanh nơi đồng ruộng nước nổi này đây. Đó là bùn, là đất, được lấy lên ngay chính giữa vùng nước nổi. Đất sau khi làm sạch sẽ, trộn với một loại mắm được làm từ mỡ của cá ba sa. Hỗn hợp này sau đó sẽ được cho vào thau, đảo đều cho đến khi chúng trở thành một hỗn hợp vừa dẻo vừa mềm, vừa có mùi đặc trưng mà loài cá rô rất khoái khẩu. Những chiếc xuồng cuối cùng cũng đã trở về bến. Sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng cười nói ồn ào. Cái xóm du mục chuyên đánh bắt cá rô đồng giờ trở thành một khu chợ nhỏ. Từng sọt cá rô đồng nhanh chóng được chuyển từ ghe lên bờ cho các thương lái. Cũng giống như người đánh bắt cá rô, hoàn cảnh của thương lái cũng chẳng khá hơn là mấy. Họ cũng dựa vào con nước, lấy công làm lời, và cũng là người từ phương khác đến. Có lẽ vì thế mà giữa họ dường như có sự đồng cảm, chia sẻ hơn là chuyện mua bán. Hầu hết họ đều đến từ Tiền Giang, cách nơi này ngót 50 cây số đường bộ.
để Cairo không bị chết dọc đường, những người thu mua đã nghĩ ra một phương thức vận chuyển độc đáo. Chiếc bình nhựa có dung tích 20 lít được họ cắt một đoạn nhỏ phía trên. Mỗi chiếc bình như thế sẽ chứa được 8 kg cá, phần còn lại là nước. Người khỏe, mỗi chiếc chở được khoảng 4 đến 6 bình. Chuyện buôn bán rồi cũng kết thúc. Xóm du mục cá rô đồng lại trở về với vẻ bình yên như những làng mạc khác. Ở miền Đồng Tháp 10, tầm cuối tháng 7 đầu tháng 8 là thời điểm con nước bắt đầu dâng cao. Gác bỏ chuyện ruộng đồng, người dân miền đất này bắt đầu những ngày tháng mưu sinh theo con nước. Hành trang mà họ mang theo, ngoài những chiếc xà di độc đáo, còn có gia đình, vợ con. Thời gian cho chuyến hành trình bắt đầu từ cuối tháng 7 cho đến chạm Tết. Cũng giống như con chim, con cá, trong hành trình lang thang theo dòng nước, nơi nào lạnh họ lại dừng chân. Mùa nước làm cái nghề xà di thì đồng tiền nó có, vừa có xài mà vừa có cá đồ ăn đó, không có tốn hao. Tại vì cái khu vực này là có nghĩa là nó vừa nà mà vừa có gò. Tới đây mình ở thì anh em cũng giúp đỡ được cái công ăn chuyện làm chuyện này chuyện kia rồi đó. Thì công việc thì sáng thì cỡ khoảng 4 giờ rưỡi đi chạy cỡ 40 phút đi tới chỗ rồi ăn cơm nước rồi đi đổ. Đổ tới 1 giờ mới về. Sau khi đổ xong rồi về thì mới lái tới nó mua rồi mình bán, trừ chi phí các cái xăng và mắm. Và cũng còn được thu hoạch được 100 ngàn ngày. Một ngày làm việc cũng đã kết thúc. Cũng giống như những gia đình khác, anh Cảng lại trở về với chiếc ghe quen thuộc của mình. Chiếc ghe của anh giờ đã không còn trẻ nữa, nó đã hơn 10 tuổi. Anh dự định sẽ dành tiền để mua một chiếc ghe mới hơn, to hơn. Số tiền mà anh kiếm được hôm nay nằm trong dự định đó. Cơm được dọn lên, xóm cá rô đồng lại lặng lẽ góp một phần nhỏ để tạo nên một nét chấm phá mộc mạc nhưng bình yên, đầm ấm của Đồng Tháp 10 trong mùa nước nổi. Vùng đất cuối cùng của sông mẹ Mê Công chỉ đại tìm đường ra biển lớn. Như cuộc hò hẹn của những dòng sông, tất cả sẽ ngập chìm trong biển nước mênh mông. Để một không gian mới mở với những người nông dân cương trực sáng tạo, thay áo thành ngư dân mưu sinh trên biển nước. Một cuộc sống mới thể hiện chất hào sản nghĩa tình của người dân miền Tây Nam Bộ. Và đó cũng là mùa vàng dần cùng hát khúc quan ca rực rỡ. Xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá vùng đất và con người miền Tây và mùa con nước nhảy bờ qua loạt ký sự nhiều tập Miền Tây mùa nước nổi. Nước nổi là khoảng thời gian chính để các loài thực vật đặc trưng của Đồng Tháp 10 sinh sôi nảy nở.
Trong số các loài cây đặc trưng ấy, có lẽ sen chính là loài được nhớ đến nhiều nhất. Thậm chí nó đã trở thành đề tài cho những thi nhân lãng du sơn thủy dừng bước nơi này mà không cầm lòng được vì vẻ đẹp muôn màu của sen. Từ những chiếc lá thanh tao cho đến những đụ hoa, cánh hoa lung linh khoe sắc dưới ánh nắng chiều, sen chính là hình ảnh gần gũi và thân thương, tạo nên một bức tranh rất riêng của xứ sở này. Thấy dừa thì nhớ bến tre, thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười. Trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng vui tanh mùi buồn. Chúng tôi ghé thăm ông Năm, một trong những người trồng sen kỳ cựu ở huyện Tháp Mười vào thời điểm con nước đã chật tràn bờ. Cánh đồng sen hơn 2 hecta của ông Năm cũng bắt đầu cho những chiếc gương đầu tiên. Giá gương sen năm nay được dự báo sẽ được giá, nên ông Năm cũng năng thăm đồng hơn để tiện cho việc canh chữ chăm sóc sen. Nhiều năm nay, ông giao căn nhà ở trung tâm huyện Cao Lãnh cho mấy đứa con trông coi. Còn vợ chồng ông về đây dựng lên cái chòi để tá túc. Riết rồi thành quen, giờ vợ chồng ông coi cái chòi lá trống trước hỏng sau là nhà, chứ chẳng phải cái tươm tất đàng hoàng trên phố huyện. Giá sen khá bấp bênh, trồi sụt thất thường, nên nhiều hàng xóm xung quanh chòi ông Năm đã chuyển sang trồng lúa. Riêng ông Năm thì vẫn chung thủy với đồng sen, mà ông nói vui, ngắm nó thôi cũng đủ lời rồi. So với cây lúa, công chăm sóc cây sen nhẹ hơn chút đỉnh, nhưng lợi nhuận theo ông Năm thì cũng xem nhau. Mùa nước nông, ruộng sen được ông Năm trạc ra cho thiệt phẳng. Sau đó tự tay ông đi kiểm tra xem chỗ nào sen thưa thì dặm vào cho đều, chỗ nào quá dày thì bỏ bớt, để tránh sen cạnh tranh nhau dẫn đến năng suất thấp. Sau vài vụ, khi cây sen có dấu hiệu già thì nhổ bỏ, thay vào đó là cây giống mới trẻ hơn, khỏe hơn. Cây được 50 ngày, ông Năm tiến hành rải diêm, bón phân. Nếu phát hiện có sâu phá hoại thì tiến hành phun thuốc trừ sâu cho sen. Với người nông dân, chi phí cho mấy cái thứ này là đáng sợ nhất. Bởi trong những năm gần đây, giá các loại vật tư nông nghiệp cứ ngày một tăng cao. So với mấy ông bạn trồng lúa của mình, ông Năm đỡ tốn hơn vì tiền bỏ ra cho cái khoản phân bổng thuốc thang thấp hơn những người trồng lúa khoảng vài lần. Sen trồng được khoảng 3 tháng thì cho thu hoạch. Thu hoạch khoảng 10 ngày thì dừng lại để cho sen lấy lại sức. Nếu trồng trên đất mới và chăm sóc tốt như ông Năm thì năng suất đạt đến 50-60 ngàn gương sen một hecta. Bình quân mỗi hecta sen cho thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng một vụ, một con số cũng tạm ổn đối với người nông dân. Hôm nay đúng vào ngày rằm, xong việc ở đồng, ông Năm tranh thủ hái thêm một chút hoa tươi để cúng miếu các vị thần quan bốn cảnh. Đó chính là những người mở nên đất này, mở ra câu chuyện trồng sen cho hậu thế như ông. Chính vì vậy mà chiếc miếu nằm cạnh nhà luôn được vợ chồng ông Năm quanh năm hương khói và không thể thiếu một nhánh sen đồng. Hàng ngày hương khói, vài ngày lại thay qua. Mà qua thì ở cái xứ này có gì đẹp hơn là qua sen cơ chứ. Thôi thì phần tinh túy xinh đẹp nhất của đất này xin dành cho tổ tiên thánh thần như một lời giái tạ thành kính dâng lên. Ở Đồng Tháp, người ta chia sen ra làm hai loại: sen trồng lấy gương và sen trồng lấy ngó.
Ông Năm trồng sen chuyên lấy gương, chỉ một số ít là lấy ngó, chủ yếu là để ăn trong nhà. Mặt trời đã đứng bóng, giờ nấu ăn cũng đã tới. Giờ ông Năm lại tất bật với công việc nấu ăn. Mà thức ăn nơi đồng sâu có gì là cao sang lắm đâu, chỉ là những thứ liên quan đến cây sen thôi, mà trông rất tươm tất, ngon lành lạ thường. Còn mấy món liên quan đến sen, chẳng hạn như là chè hạt sen, cơm lá sen, cá lóc nướng cuốn lá sen non. Giờ ăn đã đến, những món ăn liên quan đến loài cây đặc trưng của xứ sở dường như cuốn hút những người làm phim chúng tôi đến lạ. Với người dân Đồng Tháp 10, dường như sen hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Trẻ em thành phố thì quà ngon, đồ chơi đẹp. Nhưng với những em bé sinh ra đã thấy sen, thì như thế đã là đầy đủ lắm rồi. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của du lịch, hương vị ngọt ngào từ các sản phẩm được sản xuất từ sen được nhiều người biết đến. Điều này khuyến khích nhiều hộ gia đình ở Đồng Tháp 10 mạnh dạn đầu tư sản xuất và chế biến sen tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Trong số những sản phẩm làm từ các bộ phận của sen, có lẽ hạt sen là sản phẩm được nhiều người biết đến. Từ chiếc gương sen qua bàn tay cần mẫn và khéo léo của người nông dân, nó được tách ra để ướp, sấy, để trở thành một sản phẩm không thể thiếu trong thành phần nguyên liệu của các loại thức ăn đặc trưng của Đồng Tháp. Hạt sen thì mình bán để là chế biến thực phẩm từ Việt Nam tới Đài Loan, nhưng mà riêng bây giờ thì Nhật người ta này những mua lá để người ta chế biến trà. Nếu mà mua lá được thì đời sống nông dân là rất tốt, có khả năng là người ta sẽ cái duy trì cái cây sen này lâu dài. Nó cũng tạo ra cái cuộc sống cũng ổn định. Thì tôi cũng gắn bó với cái nghề này cũng bây giờ cũng còn tha thiết với nghề đó, chưa có bỏ nghề. Trên đường trở lại thành phố Cao Lãnh, chúng tôi ghé vào xã Mỹ An. Đón chúng tôi là một cánh đồng sen hơn chục mẫu, xanh rì bởi lá, hồng hào bởi hoa. Chúng tôi bất ngờ khi biết đồng sen tuyệt đẹp này được một con người rất trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh đích thân xuống đầu tư. Việc đầu tư làm ăn kiếm lời quan trọng lắm. Song việc làm sao để khôi phục lại những cánh đồng sen, biến hoa sen trở thành biểu tượng thực sự của Đồng Tháp là việc quan trọng cũng không kém chuyện làm ăn.
chàng giám đốc trẻ tuổi từ Sài Gòn xuống cũng lạ lắm. Anh chỉ thuê khung cảnh đồng sen thôi, trả cho chủ đồng khoảng 4 triệu một tháng cho 1 hecta. Cho thuê đất, song chủ đất lại toàn quyền hái gương sen để bán cho khách. Tiện cả đôi đường, có thu nhập mà vẫn được làm chủ nên dân tình phấn khởi lắm. Theo tính toán, nếu làm ăn được, sắp tới đây dự án khôi phục đồng sen của giám đốc công ty Sages Lương Giang Hạ sẽ lên đến trên 160 hecta. Một không gian sen đủ để ta cảm nhận được sự mênh mông của Đồng Tháp 10 với bạt ngàn sen. Trong đầm chỉ đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Từ bao đời nay, cây sen đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người Đồng Tháp 10. Không những thế, loại hoa này còn đi vào cuộc sống thực tại thông qua những món ăn dân dã thuần túy, đậm đà bản chất quê hương. Tất cả những thứ ấy hòa quyện vào nhau, tạo thành một niềm tự hào, một nét đẹp văn hóa và tinh thần của người dân rốn lũ Đồng Tháp 10, đặc biệt là khi mùa nước nổi về.